Kính thưa gia đình có việc hiếu, thưa toàn thể cán bộ và nhân dân trong thôn, trong xã cùng các quý khách thập phương, nhận được tin ông Nguyễn Văn Quyết lâm bệnh về với tổ tiên, hôm nay chúng tôi đại diện cho cán bộ và nhân dân trong thôn, trong xã có vòng hoa tươi rén hương nát đến kính viếng nương hồ đông và chia sẻ nỗi đau thương mất mát này cùng gia quyến, và chúc ông về nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Đạt, bí thư chi bộ thôn An Triều Hai, lên đọc lời điếu. Xin kính mời ông. Lễ truy điệu ông Nguyễn Văn Quyết bắt đầu. Kính thưa hương hồn ông Nguyễn Văn Quyết, kính thưa các vị đại biểu đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể chính trị trong thôn, trong xã, kính thưa các đoàn quý khách thập phương và toàn thể nhân dân, thưa gia đình cám quyến, thật vô cùng đau xót khi được tin ông Nguyễn Văn Quyết qua đời. Ban công tác mặt trận thôn, các đoàn thể cùng toàn thể cán bộ nhân dân trong thôn đã kịp thời đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình và bàn thành lập ban tang lễ, thống nhất chương trình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu, lễ an táng ông Nguyễn Văn Quyết về nơi an nghỉ cuối cùng. Thôn An Triều Hai thông báo chi buồn này tới cán bộ cùng toàn thể nhân dân trong thôn biết tin, kịp thời đến thăm viếng chia buồn cùng gia đình. Giờ chính điểm ông Nguyễn Văn Quyết đã đến, cho phép tôi thay mặt cán bộ cùng toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã, chúng tôi có lời thăm viếng chia sẻ nỗi đau cùng toàn thể gia quyến, có vòng hoa thơm nắm hương ngát tính viếng hương hồn ông. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quyết sinh năm 1970, cư trú tại tổ 4, thôn An Triều Hai, xã Nhân Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Khi còn nhỏ, ông sống trong sự che chở của cha mẹ, họ hàng, làng xóm, được gia đình cho ăn học khi lớn lên. Đến tháng 3 1989, ông đã tham gia vào quân đội nhân dân Việt Nam. Và tháng 2 năm 1991, ông đã hoàn thành nghĩa vụ và trở về địa phương. Và ông đã kết hôn với bà Mai Thị Linh. Vợ chồng ông đã sinh được 2 người con, một trai, một gái. Hai con ông hãy còn nhỏ, đang đi học. Gia đình ông luôn chấp hành mọi chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, của xóm, của làng, cùng với cán bộ và nhân dân trong xã, trong thôn. Xây dựng quê hương đất nước rồi đẹp như ngày hôm nay có sự đóng góp một phần của ông. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, sau một thời gian mắc bệnh, ông mặc dù đã được y bác sĩ cùng gia đình hết lòng quan tâm chạy chữa thuốc thang, cùng bà con lối xóm các ban ngành đoàn thể thăm hỏi động viên, sau căn bệnh quá hiểm nghèo ông đã không qua khỏi. Ông đã thế vào hồi 21:30 ngày 14/7/2022, tức ngày 16/6/2022, ông hưởng thọ 53 tuổi. Ông mất đi là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với gia đình, dòng họ, xóm làng, quê hương, không có gì thay thế được. Vĩnh viễn từ nay các con ông mất đi một người cha sống khuya tần tảo bên con cháu. Bà cháu ông mất đi một người ông kính yêu vô cùng đau xót và thương nhớ, họ hàng làng xóm mất đi một người bạn tốt. Thưa toàn thể nhân dân, sinh ra mất đi ô cũng là quy luật của tạo hóa. Hôm nay
trước cho ngư dân đã từ ra thế giới này về với cõi vĩnh hằng, về với thiên tổ, về với cõi thiên bằng, về với đất mẹ, ngủ một giấc ngủ ngàn thu để đại thọ thương cho gia đình, cho con, cho cháu, cho họ hàng, hàng ngàn quê hương. Trước giờ phút đi việc này, một lần nữa cho phép chúng tôi san sẻ đau thương cùng đám quyến, xin kính cẩn thận vong linh ông và cùng nhau tiễn đưa ông Nguyễn Văn Thuyết về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúc ông nơi suối vàng ăn rất ngàn thu để tưởng nhớ đến ông. Xin mời toàn thể các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân tham dự buổi lễ để một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Cảm ơn ông Phạm Văn Lạc. Và sau đây tôi xin kính mời một vị đại diện cho gia đình lên có lời cảm tạ. Xin kính mời. Xin kính thưa các cụ, các ông, các bà, tôi thay mặt cho gia đình tham chủ xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các ban ngành đoàn thể, chính quyền, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, chi bộ, hội phụ nữ, đoàn thanh niên cùng toàn thể các gia đình thông gia thương gia họ lộ họ ngoại gần xa đã đến thăm viếng và chia buồn của gia đình. Gia đình không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể và cô lối xóm. Gia đình có gì sơ sót xin các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân tha lỗi cho gia đình. Sau hết khi đưa em tôi ra nghĩa trang xong, gia đình có lời mời tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân trong thôn, trong xã về gia đình uống nước, gia đình có lời cảm tạ, xin chân thành cảm ơn. Lễ truy điệu ông Nguyễn Văn Thuyết tới đây đã kết thúc. Lễ di quan bắt đầu. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Kế đâu cái tiền vàng đâu rồi, để mình kê vào đi. Bỏ đi đồ, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đầu đằng trước rồi. Đấy, đầu đây, đấy, đầu trước, đầu cổ áo. Đấy, 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 đi tí, mình sẽ bắt đầu. Dây vải nha, các bạn cầm dây rồi mà. Dưới đi xuống đi. Anh cầm tay bám vào dưới đây. Cái gì? 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 Cái gì?
có tí sức kia gặp đi đến mặt đeo cát đây. Số lượng con gái mấy số để đủ thôi. Chặt là hai con đề một con lô nữa. Rồi hai con đề luôn, hai con đề. Ông cho hai con đề của con ba càng nữa. Anh nhá, chiều gia đình tạm mộ xong thì chúng tôi xây xong là mai chụp đấy. Không tối phòng ra làm chiều tối về đây, tối phải xong về về đây là ai để con về rồi mai từ giờ đến tối phải đợi được bằng giá nào cũng phải đợi được để ai được kể cả giá là bao nhiêu để đổ lên cao mà cao hơn mặt sân này đấy ạ, cao hơn mặt sân này của thằng Thạch. Nhưng mà do mà làm thì chúng tôi cũng là trong ngày hôm nay là ông chụp cái văn kiện tân tân này chụp cái cây đấy. Cái này thì bác nhớ nhà ông chủ cho. Nếu bác bắt em phải sắp xếp thời trưa là em tranh thủ em phải làm bằng được để chụp cứng để tối với em đặt không thể không thế này được. Nếu bác bận bác không làm được thì em bắt buộc em phải làm không. Em sẽ không làm được không rồi. Bác sẽ đặt chụp. Thiên ơi, em ở đâu rồi em ơi? Thiên ơi, phải em không em ơi? Thiên ơi, em ở đâu rồi? Em ở đâu rồi? Em ở đâu rồi? Lấy con nó mất rồi.